quý vị, một nhóm 6 người đang cắm trại bên bờ suối phía tây thành phố Đà Nẵng thì bất ngờ lũ dữ từ thượng nguồn đổ về, khiến nước suối dâng cao, chảy xiết, cô lập cả nhóm. May mắn là nhóm du khách này đã được đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hòa Vang phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng giải cứu kịp thời. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 9 tháng 7 năm 2022, hai người phụ nữ cùng 39 tuổi ở thành phố Đà Nẵng dắt theo 4 cháu nhỏ đi đoạn đường hơn 25 km từ trung tâm thành phố Đà Nẵng về phía tây thành phố để cắm trại bên dòng suối thuộc địa phận thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Sau khi nhóm 6 người dựng trại vui chơi tắm suối, thì đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, sau cơn mưa lớn ở phía thượng nguồn, lũ dữ đổ về khiến nước dòng suối dâng cao, chảy xiết. Nhóm người này sau đó bị cô lập nên đã gọi điện thoại cầu cứu theo đường dây nóng 114. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an huyện Hòa Vang phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng xác định vị trí nhóm du khách bị cô lập, triển khai lực lượng cứu hộ. Sau thời gian khoảng 30 phút triển khai cứu nạn cứu hộ, lực lượng đã đưa nhóm 6 người vượt lũ an toàn trở về nhà. Cũng trong tối 9 tháng 7, chính quyền huyện Hòa Vang đã phát đi cảnh báo đối với người dân và du khách khi tham quan du lịch, đặc biệt là tổ chức cắm trại tự phát trên địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Bắc trong mùa hè này cần hết sức cẩn thận. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, vào mùa mưa dông, sau những cơn mưa lớn ở phía thượng nguồn, thì chỉ sau thời gian ngắn, lũ dữ đổ về theo các dòng suối khiến mực nước dâng cao, chảy xiết bất ngờ. Thêm nữa, điều khiến người dân và du khách chủ quan không nhận thấy nguy hiểm là khi lũ dữ đổ về thì tại khu vực hạ lưu đôi khi không có mưa, mực nước suối vẫn ổn định. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên chọn tham quan, du lịch tại những khu du lịch để đảm bảo an toàn. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.